Nam Sơn xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình Thế Giới Tuần Qua lần này đến với quý vị cũng với nhà bình luận Lê Phát Minh mà vẫn nói với chúng ta hàng tuần. Xin mời anh Lê Phát Minh. Trân trọng kính chào quý khán giả đài VNTV 55.2. Thưa quý vị, thì lần này hai anh em chúng tôi sẽ tới với quý vị khán thính giả với một cái đề tài tương đối vui hơn một chút. Đó là cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thì chúng ta cũng biết là có hai cái đảng chính và các ứng cử viên đó lúc này là rất là nhộn nhịp rồi. Bên phía đảng Dân Chủ thì chắc có lẽ không có gì đáng nói hết, là bởi vì cái bà Hillary Clinton là hầu như là dẫn đầu từ trước tới bây giờ, và ai cũng tin chắc rằng bà sẽ là người đại diện cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng mà Lê Phát Minh, về cái đảng Cộng Hòa đó thì bây giờ là quá nhiều rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ bên đảng Cộng Hòa đã có tới 11 ứng cử viên chính thức tuyên bố ra tranh cử rồi, nhưng mà con số này chắc chắn sẽ còn lên nữa. Thì anh Minh có thể đưa ra một cái nhận định sơ khởi về cái cuộc vận động bầu cử ở trong đảng Cộng Hòa này như thế nào thưa anh? Dân thì đảng Cộng Hòa đó thì chúng ta trước đây thì đã chờ đợi, nhiều người chờ đợi, bởi vì ai cũng thấy nghĩ rằng là ông Jeb Bush sẽ ra, nhưng mà họ ông cứ đi vòng vòng, ông chưa bao giờ tuyên bố. Nhưng mà ngày 16 tây tháng 6 vừa rồi đó thì lại là ông tuyên bố chính thức là ông ra tranh cử. Và cũng như ông chỗ biết rằng hiện giờ cái quỹ mà ông gây ra đó đã hàng chục triệu rồi, thì đã cho biết là có được cái sự ủng hộ của nhiều. Thì trước đây đó thì có nhiều người từ quá cực hữu có, trung dung có, đại khái, cũng như những cái bộ mặt mà trẻ giống như là ông Marco Rubio, của Florida, thấy không, cũng là một mặt trẻ. Đó là, rồi kế đó là ông Scott Walker của Wisconsin. Đó là cũng như mặt trẻ đó, mà mặt trẻ này là cũng có đình đám, đó là lúc mà bị rì khôn rồi đã, ông đã vận động mà chính tôi cũng gửi tiền lên tôi ủng hộ ông nữa. Đó là bởi vì mình thấy cái chuyện mà rì khôn nó cái chuyện nó vô lý, bên cái đảng Dân Chủ muốn chơi, thành thử ra do đó mà giờ hiện giờ đối với tôi nhìn hiện giờ là có ba cái bộ mặt đó, là ba bộ mặt đó coi là tương đối sáng giá. Chứ còn mới đây giống không, như anh Lê Phú Minh nói lại, ba bộ mặt đó theo anh là ai, anh nói rõ tên lại nè. Theo anh là ông Jeb Bush, rồi ông Marco Rubio, ông Walker, đó là Scott ba, Walker, ba bộ mặt đó thì mình thấy là ba mặt sáng giá. Chứ còn cũng mới ngày hôm qua đây, hôm bữa thứ thứ tư, thì cái ông Trump, ông tỷ phú mà về real estate á, ông tuyên bố là ông ra ông tranh cử, nhưng mà ai nhìn thấy chắc chắn là không bao giờ ông được đại diện hết. Thì chưa gì ông chỉ là cái những thành chính trị ở Washington là ngu, là không được gì cần thay đổi, ông lên ông mới có thể ông làm thế này, đem ông hứa ông đem rớp về nước Mỹ này kia đủ thứ, nhưng mà đối với mọi người nhìn thấy thì ông không có cái giá nào để mà cái nghĩ rằng là ông có thể được mà là đảng đề cử ra tranh cử hết. Thì giờ hiện giờ đối với bữa nay ba anh em mình thì thử coi ai mà có thể được đảng đề cử ra. Thật ra thì anh Lê Phát Minh nói vậy thì mình điểm mặt đó, thì mình thấy những cái người mà sáng giá ở trong đảng Cộng Hòa hay là có tên tuổi thì mình kể một số người, thí dụ như anh nói hồi nãy ba người, ông Jeb Bush, ông Marco Rubio, rồi ông Scott Walker của Wisconsin. Ngoài ra còn có những người khác nữa nhiều mà là, cũng nhiều rất lắm. Là nổi tiếng. Thí dụ như ông Rand Paul, một thượng nghị sĩ cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà tất cả những người mà ra ứng cử rồi đó, tới bây giờ đó mà nếu mà nổi bật nhất đó, thì có lẽ là người ta nói nhiều tới ông Jeb Bush. Cái cách thức mà ông Jeb Bush mà vận động để mà được đảng Cộng Hòa đề cử thì tương đối là rất là quy củ, rất là rõ ràng. Ngoài ra như quý vị nhìn thấy trên màn hình đó, còn có ông Paul Ryan, bởi vì Paul Ryan trước đây đã từng ứng cử phó tổng thống đại diện cho đảng Cộng Hòa chung với ông Mitt Romney hồi đó. Thì rồi ngoài ra còn có một ông bác sĩ rất là nổi tiếng nữa là ông Ben Carson. Ông Ben Carson giờ này đã chiếm được 8% tổng số đó, thì quý vị thấy. Ông Ted Cruz thì
có 8% thôi. Ông Tesco là một người phải nói là thuộc cái Tea Party và một người rất là cực hữu. Và trong cái thời gian qua ông ta đã hố nhiều cái lắm. Yeah. Ông ta đã tuyên bố nhiều cái hố lắm. Thành ra tên tuổi ông Ted Cruz thì chắc chắn là người ta sẽ không có nói tới nhiều đâu. Ông Ted Cruz tôi thấy là rõ ràng trong số những người đó là ông là người ít hy vọng nhất. Vâng, còn dạ. Còn một cái ông thượng nghị sĩ ở Tennessee mà Brian Nam Sơn nói đó. Dạ. Thì kỳ rồi dân biểu, ông mà Paul Ryan là dân biểu. Ông ở Tennessee là thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ. Thì ông kỳ rồi ông cũng một cái hình ảnh là kêu mừng. Ông trong nội bộ mà ông dùng cái nọ mà đi delay lại cái phiên đó. Thì Rainbow. Thì làm cho nhiều trong nội bộ của đảng Cộng Hòa đốc mãn ông cũng xứng đáng để mà ra tổng đốc nơi đồng thuốc tôi đừng có tuyên bố lộn xộn nữa. Đó là những cái điều mà bởi vì cái chuyện đó nó không có đi làm cái điều đó không có đúng lắm. Thấy không? Đó là những cái điểm mà thành thử ra nói bởi thành nãy tôi loại ra tôi không thèm kể, đó là những lý do chứ đã tới 11 người ra để mà tranh cử đặng mà. Đó là những điều mà đó mà do đó mà tôi với nó bàn Nam Sơn là những người mà mình thấy rằng là gọi là sáng giá mà có thể để mình bàn tới thôi chứ còn nhiều người thì nếu kể thì... Nhưng ngang bây giờ thôi bây giờ vậy nè. Theo anh thì cái người nào là người sáng giá nhất bên đảng Cộng Hòa? Thì đối với tôi thật sự thì cũng phải nói gia đình của ông Bush thôi, là tướng ông Jeb Bush. Thì thứ nhất á, mình thấy rõ rằng trong thời gian ông làm thống đốc của tiểu bang Florida, nó bảo rằng là xuất sắc lắm thì không có cái gì gọi là xuất sắc lắm, nhưng mà không có cái điểm nào để mà chê. Đó là một cái điểm là cần thiết và nhất là cái người mà có kinh nghiệm về cái điều hành cơ quan công quyền, thấy không? Rồi điểm thứ hai á, là rồi ông mới đưa ra những cái chính sách mà ông nói ông chê tất cả những cái sự rối loạn những trường hợp này kia mà nói vấn đề ăn trong cái nội bộ nước Mỹ thôi chứ chưa nói gì đó ngoài nói đó ngoài đó là nói bên Mỹ cái nội bộ dân chủ đưa quá nhiều luật lệ và chính phủ đã xen vào cái đời sống người dân quá sâu thành thử ra làm cho cái cuộc sống càng ngày còn khó khăn hơn. Rồi ngoài ra có một số người là gần như là bị bỏ quên là bởi vì tất những cái người tàn tật, những người nghèo khó thì ông nghĩ rằng cái người đó là người mà mình phải đưa lên đầu để đưa đứng lên hàng đầu mà để mà lo cho họ chứ không phải để quên họ. Đó là những điều mà những đề đặt những đề an sinh xã hội. Rồi điểm thứ hai là cái ưu điểm của ông mình thấy nói là ông nói tiếng Tây Ban Nha cũng rất là lưu loát. Bởi vì vẫn có vợ người Nam Mỹ thành ông nói tiếng đó cũng là đương nhiên thôi. Tuy nhiên mà cái đó cũng là một cái điểm để mà thể lôi kéo được thêm một cái số phiếu của người Hispanic. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy thành thử ra đối với cái nhìn của tôi đó. Thứ nhất là về cái gia đình, dòng tộc, gia đình này mà đức nhất là ông bố cha, con là ông bố cha có giống như là người có công với đất nước mà rất là nhiều. Đã chấm dứt cái cuộc chiến tranh lạnh và đem lại vinh quang cho nước Mỹ. Chỉ có cái lúc đó là vấn đề chuyển đổi từ cái nền kinh tế, nền sản xuất về quốc phòng trở sang mà dân dụng thì nó mới chuyển chậm thì là đó đời sống khó khăn, người dân đã qua lưng ông. Nhưng mà chừng sau rồi họ thấy họ hối hận rõ rằng là ông này là anh hùng của dân tộc có đem lại cái vinh quang cho đất nước. Thành thử ra do đó mà cái tả ơn mà hối hận là họ dồn phiếu cho bút con. Đó là những điểm. Nhiều bút công họ chê đủ thứ hết. Nhưng mà giờ so lại với tổng thống đương nhiệm thì thấy ông này rõ ràng là những cái điều mà ông làm hồi trước ông nói đó là nó trúng hết không có trật. Chẳng hạn ông nói rõ ràng là không thể rút quân sớm. Rồi là cái vụ đó do đủ thứ nhiều vấn đề ông đưa ra. Mà hồi đó thì có những cái khó khăn kinh tế cũng giống như thời bố cha bắt đầu hơi xuống cái rồi bà con đặt lại vấn đề cuộc chiến tranh Iraq rồi cũng đương những khó khăn. Thì đương nhiên thật sự có làm thì có đúng có sai. Chẳng hạn cái chuyện mà giải giới của cái quân đội Iraq giải tán luôn hết đó, cái đó là một cái sai. Phải đưa theo. Nhưng mà cái chuyện mà nó để đào tạo mà cũng đưa quân lợi 10.000 quân và để không dỡ quốc thương sớm để mà dạy huấn luyện đầy đủ. Bởi vì lúc đó đó là cái bộ những bộ tộc mà Sunni đó đã đồng ý đi với quân Hoa Kỳ.
rồi giờ huấn luyện nói chừng đi rút lui bỏ ra trở thành ra người đó bơ vơ, rồi cái chính quyền mà sai lên cái quyền lại họ bỏ rơi họ, rồi thành thử ra nó dễ bị dụ dỗ vào cái thành phần mà để mà cực đoan. Cực đoan đó là những cái điểm mà ông Obama đã đưa đến những chài đó, thì đó do đó mà họ thấy rõ rằng là gia đình Bush có công với đất nước Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng nó nhiều cái hội tụ đưa lại đó, thì kỳ này ông Jeb Bush có thể là người đại diện của đảng Cộng Hòa ra tranh cử. À, thưa quý vị, nói đến tổng thống của Hoa Kỳ thì từ trong lịch sử, từ lập quốc cho tới bây giờ, thì trong một gia đình mà có hai người làm tổng thống đó thì không phải chỉ duy nhất có gia đình ông Bush mà thôi, mà trước đây cũng đã từng có rồi. Nhưng mà cho tới mà có ba người trong một gia đình làm tổng thống thì chưa bao giờ có hết. Thành ra trong cái lần này ông Jeb Bush ra tranh cử, người ta nói rất là nhiều rồi, đây là một gia đình rất là lớn, một gia đình có rất có công với đất nước Mỹ này. Thành ra rồi có hai người tổng thống rồi. À, ông Jeb Bush, ông George Bush, ông Bush cha, rồi ông Bush con, hay mình còn gọi là ông Bush anh, bây giờ tới ông Bush em ra ứng cử nữa, thì người ta nói rất là nhiều về cái lịch sử có thể được lập ra trong lần này. Tức là ông Jeb Bush có thể sẽ là một cái tổng thống thứ ba trong gia đình Bush. Thành ra cái điều đó thì chắc cũng còn dài lắm. Là bởi vì ông Jeb Bush còn phải qua cái chặng đầu tiên là phải được đảng Cộng Hòa đề cử đại diện cho đảng Cộng Hòa cái hả? Nhưng mà cái trong cái cuộc chạy đua lần này đó thì tuy là ông tuyên bố ra tranh cử có hơi chậm, nhưng mà điều ông làm mình phải dùng cái chữ đơn giản là rất có bài bản. Những cái cách thức mà chuẩn bị ra tranh cử rồi đi ra ngoại quốc rồi này kia vân vân đó, thì ông đã làm những cái công cuộc chuẩn bị từ trong nước cho tới ở ngoại quốc rất là kỹ lưỡng rồi, và ông đã chính thức công bố ra tranh cử ở tại một trường đại học ở Miami trong mấy ngày vừa qua. Thành ra bây giờ mà nếu điểm lại những cái khuôn mặt mà ra tranh cử của đảng Cộng Hòa đó, thì mình thấy rõ ràng là hầu như là ông Jeb Bush là cái người sáng giá nhất. Hiện giờ mà nói cái vấn đề mà cái quỹ tranh cử ông lại cũng là nhiều hơn mấy ứng cử viên khác nữa. Thì dĩ nhiên rồi, ông Jeb Bush với một cái gia đình thế gia vọng tộc như vậy, quen lớn nhiều như vậy, thì cái việc mà để mà gây quỹ thì đương nhiên là dễ dàng mày, rồi. Nam Sơn biết là tôi cũng đã đóng góp cái quỹ cho ông rồi không? Thành ra mình thấy rằng trong cái cuộc chạy đua vào trong cái tòa Bạch Ốc lần này thì mình đang ở cái giai đoạn đầu tiên, tức là giai đoạn nội bộ của từ đảng để chọn người. Bên đảng Dân Chủ như chúng tôi trình bày ban nãy là cái sự chọn lựa hầu như đã cố định rồi, nó sẽ là bà Clinton rồi. Nhưng mà bên đảng Cộng Hòa đó, cho tới giờ này thì chúng ta cũng chưa thấy một cái nét nào mà rõ 100% hết. Có điều là nổi bật trong mấy ngày gần đây thôi là ông Jeb Bush. Còn cái ông Donald Trump đó, ông mới vừa tuyên bố ra tranh cử, ông đó có lẽ nhiều tiền quá không biết xài ở chỗ nào. Thành ra ông đổ ra, ông tuyên bố ông ra tranh cử lần này vân vân. Nhưng mà ai cũng biết rằng dân chúng Mỹ là không có thể nào bầu cử cho ông này được hết. Tuy nhiên, anh để ý cái bài diễn văn mà ông đọc trong mấy ngày vừa qua, mà khi ông tuyên bố ra tranh cử đó, rất là hay. Cái người nào viết cái bài diễn văn cho ông Donald Trump để về cái kế hoạch, cái chính sách trong tương lai đó, ông Donald Trump nói rất hay. Mà nó đến chính sách về kinh tế, thì phải nói là ông hay. Thì thật sự thế này, là ông nhớ ông là xuất thân từ một cái không phải là một gia đình thật giàu có, mà do đó mà ông cũng tự ông tạo nên, thì có đó cũng có kinh nghiệm đó. Nhưng mà chuyện thật ra về cái tư cách nổi cái tuyên bố câu của ông dùng danh từ là cái những cái nhóm chính trị gia hiện thời của Washington là ngu ngốc, là cái điều đó người ta không thể chấp nhận được rồi, thấy không? Thành thử ra giờ ông ra để mà chơi giống như Nam Sơn nói, giờ ông có tiền nhiều quá, ông muốn chi chơi cho vui thì được thôi, chứ còn chắc chắn không ai chọn mà để cho ông đại diện đảng ra đâu. Thành ra cái điều đó ông Donald Trump thì rõ ràng là chỉ để nói chơi mà thôi. Nhưng mà những cái nhân vật sáng giá khác, thí dụ như là ông Marco Rubio của Florida cũng tương đối sáng giá. Hay là ông Rand Paul, lúc này người ta cũng nói tới ông rất là nhiều. Thì một số người tùy theo quan điểm của từng người mà họ khác nhau. Nhưng mà tóm lại cho tới bây giờ đó, thì thí dụ như cái ông Ben Carson, ông đó là một người rất tốt, là một người rất giỏi,
một cái bác sĩ rất là tài ba, nhưng mà cái thành tích chính trị thì lại hầu như không có. Thành ra ông ta cũng khó có thể được. Vì vậy mà kết cuộc lại đó, chúng tôi thấy là nếu qua một hay hai vòng đầu, tức là cuộc bầu cử sớm ở tại Iowa rồi kia vân vân đấy ha, thì qua những cái cuộc đó thì sẽ rơi rụng đi. Thành ra mình thấy là còn lại á, à, chỉ còn maybe chỉ có thể là vài ba người mà nghĩa thôi. Nghĩa là tôi nghĩ thì khi mà gọi là debate trong nội bộ đó, chắc lúc đó cũng còn được 5 người. Còn 5 người rồi cái rau ấp lần từ từ từ, thấy không? Từ 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 thì đợi là đương nhiên là còn 3, tôi nghĩ vậy đó. Rồi tới chừng đó mới tính sao của bạn từ từ rút lui thì chỉ còn 2. Còn cái ông Rick Perry nữa. Ông Rick Perry người ta cũng nói tới nhiều, nhưng mà điều ông ta cũng là một cái người tương đối sáng giá của tư bang Texas. Nhưng mà điều không, mấy ngày nay người ta ít nói tới ông quá. Ít nói tới ông, cũng như là thật sự lúc mà kỳ rồi đó, là ai nghĩ rằng ông ra đó là cái ông số cao. Bởi vì thật sự ông làm cái thống đốc của tư bang Texas này lâu nhất, thành công lâu nhất, mà tương làm cái nền kinh tế cũng vững. Tuy nhiên cái dáng dốc của ổng nó có tính cách cao bồi nhiều hơn, thấy không? Mà trong cái hoàn cảnh đó nó cũng không phù hợp, thành thử lúc đó là ông Romney vẫn là dẫn đầu, ông kia lấy số phiếu rất là tha, rồi tự động một thấy ông rút lui. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy với lúc đầu người ta nghĩ rằng khi ông ra là cũng khó khăn cho ông Romney. Mà giờ bây giờ đó thì tôi thấy đó hen, cái chuyện sau khi ông Jeb Bush và gặp ông Romney gặp nhau ở North Carolina, thì từ đó là ông Romney rút lui vào bóng tối, không có đi vận động nữa. Đó thì mình chưa hiểu trong cái chuyện những cái chuyện thương lượng thế nào. Và như là rõ ràng là tôi thấy thật sự đối với nhìn từng nói như Nam Sơn rồi, mà Nam Sơn nói ông kia từng ra cứng cử tổng thống chưa chắc thì chịu đứng phó, thấy không? Nhưng mà tôi nói nếu thật sự cái cặp mà ở tương lai đó, mà để nếu mà nói để mà có thể ăn phiếu để kéo phiếu vô đó, thì Jeb Bush và ông Romney, thì hai cái cặp đứng vô đó thì tôi nghĩ rằng vô cùng lý tưởng. Nhưng mà điều giống như Nam Sơn nói là không biết ông đã từng ra ứng cử tổng thống ông chịu đứng phó hay không, thì cái chuyện đó mình chưa hiểu được. Nhưng mà theo vì cái quyền lợi thì mà chung quyền lợi của cái đảng thì có thể họ cũng vẫn hy sinh họ làm thôi. Bởi vì ông kia phải nói về phương diện kinh tế, ông làm kinh tế ông rất là giỏi, mà phối hợp được với ông Jeb Bush nữa thì người dân Mỹ họ tin tưởng hơn là cái cặp này sẽ làm cho nước Mỹ mạnh hơn. Đó thật là ra thì tôi rất là đồng ý với anh Lê Phong Minh ở chỗ đó. Là nếu mà cái cặp mà Jeb Bush và Romney mà ra ứng cử đó thì thiệt là khó khăn cho bà Clinton. Bởi vì bên đảng Dân Chủ bà Clinton mà muốn kiếm một người đứng phó cho mình đó, hiện bây giờ những cái khuôn mặt nổi bật hầu như không có. Thành ra bà ta ra tranh cử mà nếu cái cặp Romney với là Jeb Bush mà chịu đứng chung lại và làm thành một cặp đó thì là một cái khó khăn lớn cho đảng Dân Chủ lắm, và rất có khả năng sẽ giành được chiếc ghế tổng thống trong lần này. Mà cái điều mà tôi đặt là cái nghi vấn với Nam Sơn, tôi nói nè, khi ông lúc đó là ông Romney vẫn đi muốn ra để mà tranh cử kỳ đây, thấy không, thì lại mà người ta tôi trong khi đó những người ủng hộ ông còn có tôi. Nhưng mà khi tôi thấy hai người đã gặp nhau cái buổi đó rồi thì ông Romney đã coi như là rút lui, từ đó không có cái gì này nữa. Thì có một cái chuyện mà có thể là đã thương lượng rồi, họ giờ phải hỗ trợ để cho cái quyền lợi của đảng, thấy không, để mà có thể mà nắm được cái tòa bạch ốc kỳ này, thì có thể cái đó cái chuyện hy sinh họ có thể xảy ra. Chứ còn nếu cá nhân với cá nhân á thì là chuyện khác, nhưng mà đó cái thể quyền lợi chung họ nhìn tới cái hướng đó đó thì có thể là cặp đó có thể xảy ra. Bây giờ thì trở lại với cái đảng Dân Chủ chút xíu, tự giờ mình nói đảng Cộng Hòa hơi nhiều quá không? Đúng cái vậy. Đảng Dân Chủ thì ngoài bà Clinton còn có một người nữa là ông Joe Biden. Ông Joe Biden là một cái người đương kim phó tổng thống rồi. Ông cũng có thể là ông sẽ ra tranh cử, nhưng mà cho tới giờ phút này thì mình thấy hầu như là ông không có ra tranh cử rồi. Còn cái bà Elizabeth Warren đó, của tiểu bang Massachusetts đó, bà ta thì là tương đối là bà ta rất là yếu, bà ta không có một cái power, mình có sức mạnh chính trị mới cái nhiệm kỳ đầu mới, chứ không có cái kinh nghiệm gì hết, theo không có đặc biệt. Mà hồi trước thì bà là chỉ là real estate, rồi bà là thành công thấy không. Chứ còn tự như ông Obama hồi trước đó, dù mặc dầu không có điều hành công quyền nào hết,
Tuy nhiên anh cũng ra cái những cái thượng nghị sĩ của tiểu bang, yeah, rồi dân biểu tiểu bang, thượng nghị sĩ tiểu bang, yeah, rồi đó ông đó mới lại tới liên bang, thấy không? Mặc dầu chưa trọn nhiệm kỳ, còn ông này là bà này là từ cái dân sự nhào vô chính trường, rồi cái đắc cử, thành ra cái nói gì cũng quá trình đó thì không bằng ô mà. Bây giờ anh cho tôi một cái câu hỏi chót, yeah, là bây giờ mình thử tiên liệu nhẹ nhẹ trước thôi. Bây giờ thì chưa có rõ ràng, nhưng mà bây giờ nói về đảng thì anh nghĩ rằng trong cái cuộc bầu cử tới đây giữa hai cái đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì cái đảng nào có hy vọng, có khả năng mà sẽ được vào tòa Bạch Ốc hơn? Đối với tôi nhìn á thì tôi thấy cái đảng Cộng Hòa nếu có cặp, nhưng mà tôi nói là cái lý tưởng nhất đó là Jeb Bush và Romney, thấy không? Tôi mới đưa vô đó thì tôi nghĩ rằng vô tòa Bạch Ốc thì có nhiều triển vọng hơn. Đó là tôi nhìn thấy. Còn thật sự cái nếu mà trường hợp mà kỳ này mà ông Obama làm giỏi cũng giống như ông Biden thì còn hy vọng là cái bên Dân Chủ vô. Nhưng mà đáng thường thường cái tâm lý chung đó, cái người mà đương kim phó tổng thống là đương nhiên để đại diện ra, nhưng mà cái ekip mà của Obama đối với đảng Dân Chủ thấy cô không phải là xuất sắc, thành thử ra cái chuyện ông Biden, Joe Biden này thằng mà im ru không ra tranh cử đó, chứ đương nhiên thường thường là cái người phó tổng thống là đảng đương nhiên là nhường để cho ông để ra đại diện của đảng ra thôi. Đó, thì cái này kỳ này chúng ta thấy rõ ràng nổi bật lên là bà Hillary Clinton, thấy không? Thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy cái đường mà đi vào Bạch Ốc, trở lại Bạch Ốc của đảng Dân Chủ nó cũng gay go lắm, nó không có đơn giản đâu. Nhưng mà tôi thấy nhìn, đối với cái nhìn của tôi là kỳ này đảng Cộng Hòa có nhiều hy vọng. Thật ra thì chúng ta sẽ còn rất rất là nhiều dịp để trở lại với cái cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà Nam Sơn nhớ thường anh em mình nói không, là ở nước Mỹ này nó có hay một cái nè, là 2 năm có một cuộc vui nhẹ nhẹ là tất nhiên là bầu bán nhiệm kỳ, thấy không? Rồi một cái 4 năm là bầu tổng thống, mà nếu ai mà cái binh ủng hộ cái phe nào mà cái phe đó đó mà thắng thì mình vui nhiều hơn. Tuy nhiên giữa hai cái cuộc đua thì thử mà tranh luận và những phiếu này kia đó thì đó tất cả đều vui, vì chắc chắn là khi tranh luận cái phe này thắng chút, phe kia thắng chút thì đương nhiên cái người nào mà ủng hộ phe nào cũng thấy vui 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 hết á. Thì do cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 này tôi nghĩ cũng là đem cái dịp phấn khởi vui và cũng cho chúng ta học hỏi nhiều về cuộc sinh hoạt đảng Dân Chủ, để và cái cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng nghiêm cứu ra từ đó để mà học hỏi, cũng như đem cái này trong tương lai cho tự do Dân Chủ Việt Nam, cuộc tranh cử đó cũng sẽ hào hứng giống như vậy. Xin thành thật cảm ơn anh Lê Phát Minh đã đến với đài VN TV 55.2 hôm nay, và xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Trân trọng kính chào quý khán giả đài VN TV đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi, và xin hẹn lại quý khán giả lần tới.